Sau một năm Nhật Bản mở cửa thị trường nhập khẩu vải thiều tươi của Việt Nam, tình hình xuất khẩu và tiêu thụ trái vải tại thị trường Nhật Bản năm 2021 đang có nhiều triển vọng. Trong mùa vụ năm nay, các công ty đầu mối xuất khẩu vải thiều đã xây dựng kế hoạch xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải tươi sang thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới này. Ngày 23 tháng 5, những lô vải tươi đầu tiên của Việt Nam đã cập cảng hàng không tại Nhật Bản. Và trong ngày hôm qua, hơn 20 tấn vải sớm Tân Yên đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản bằng đường hàng không. Nhật Bản là một thị trường mới đối với quả vải thiều Bắc Giang, khơi thông từ vụ vải năm trước và là thị trường mới lần đầu đối với quả vải sớm của Tân Yên. Để chuẩn bị cho lô vải thiều sớm xuất khẩu Nhật Bản, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng và được chấp thuận 30 mã vùng sản xuất vải xuất khẩu Nhật Bản với hơn 200 hectare, trong đó tại huyện Tân Yên có 2 mã vùng có diện tích 15 hectare. Đối với cái thị trường của Nhật Bản thì cũng đã có cái sự phối hợp rất chặt chẽ với vụ châu Á châu Phi. Thế rồi thì cũng đã có nhiều cái cuộc tọa đàm cũng như làm việc với tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản và cũng đã kết nối với các cái thương nhân của trên địa bàn của tỉnh Bắc Giang, của huyện Tân Yên, của huyện Lục Ngạn để kết nối với các cái doanh nghiệp của Nhật Bản. Trong quá trình sản xuất, người trồng vải đã tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trước sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chuyên môn. Toàn bộ vải thiều xuất Nhật đều được thu hoạch tại vùng trồng có mã vùng và được giám sát chặt chẽ từ khâu thu hái, sơ chế đến xông hơi khử trùng. Sở Nông nghiệp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn là Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp để giám sát các cái mã vùng trồng, hướng dẫn các quy trình kỹ thuật làm sao chất lượng vải thiều ở các mã vùng trồng này đáp ứng được hoàn toàn các cái tiêu chí, các cái tiêu chuẩn của phía Nhật. Ba doanh nghiệp có vải thiều xuất khẩu đi Nhật chuyến đầu này là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Toàn cầu, Công ty Cổ phần Quốc tế Bamboo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu. Toàn bộ số lượng vải này sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không sang Nhật Bản. Với quả vải thiều sớm Tân Yên này thì chúng tôi đã có kế hoạch rất là kỹ. Với kế hoạch là ngay lập tức thu hoạch thì chúng tôi cũng đã có những cái đơn hàng đầu tiên để mà xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Và đặc biệt như ngày hôm nay là chúng tôi cũng đã có đơn hàng đi đường hàng không là 2 tấn. Và trong kế hoạch của chúng tôi thì trong tháng 6 này thì tổng cộng là 50 tấn xuất khẩu vải thiều của tại Bắc Giang này sang thị trường Nhật Bản. Việc xuất khẩu sang Nhật Bản của quả vải sớm Tân Yên tiếp tục khẳng định thương hiệu và sẽ mở ra nhiều cơ hội để quả vải Bắc Giang mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây cũng là hiệu quả của những nỗ lực hỗ trợ người nông dân và doanh nghiệp tiêu thụ nông sản trong thời điểm hiện nay.